Đây là hóa đơn mua vào số 89088 với nội dung là mua xe tải Isuzu. Khi nhận được hóa đơn thì các bạn cần phải xác định được đây là hóa đơn mua tài sản cố định, bởi vì chúng ta mua với giá trị trên 30 triệu và tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là tham gia vào lĩnh vực vận tải. Và hình thức thanh toán là chuyển khoản do hóa đơn trên 20 triệu. Theo như giáo trình thì phần mềm đã ghi chú cho các bạn là xe tải này được sử dụng cho bộ phận vận tải và đó là tài sản cố định, nên chúng ta sẽ phải thực hiện hai bước. Bước 1, các bạn hạch toán vào mua hàng không qua kho, phản ánh nguyên giá của tài sản nợ tài khoản 2113, nợ tài khoản 1331, có tài khoản 331. Bước thứ hai, chúng ta phải khai báo ghi tăng tài sản cố định để hàng tháng ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp. Lần lượt tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thao tác hai bước như sau. Chúng ta vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Ở đây các bạn phải nhớ chọn 2 mua hàng trong nước không qua kho và chọn chưa thanh toán. Nhà cung cấp là công ty VinFast. Có mã rồi thì các bạn chọn luôn, còn chưa có thì chúng ta phải nhớ nhấn vào dấu cộng, điền mã số thuế nhà cung cấp, nhấn lấy thông tin, phần mềm tự động cập nhật tên và địa chỉ. Lúc này chúng ta chỉ cần sửa lại mã và nhấn cất là được. Ở đây tôi có mã rồi, tôi tích chọn luôn. Diễn giải tôi ghi là mua xe tải. Ngày hạch toán, ngày chứng từ, ngày trên hóa đơn mùng 8 tháng 1 năm tài chính. Xuống phần mã hàng, tôi tìm kiếm tên xe tải, nếu có rồi thì các bạn chọn luôn. Còn chưa có thì chúng ta phải nhớ nhấn vào mũi tên ta giác ngược màu đen và nhấn vào dấu cộng để thêm mã là tài sản xe tải 990, tên là xe tải Isuzu 990 kg thùng bảo ôn. Tính chất chọn là chỉ là diễn giải, sau đó nhấn cất. Còn ở đây tôi có mã rồi thì tôi tích chọn luôn. Nợ tài khoản 2113 theo thông tư 200 hoặc 21113 theo thông tư 133. Nợ tài khoản 133 và có tài khoản 331. Số lượng là 1. Đơn giá là giá chưa bao gồm thuế 525 triệu. Sang phần thuế chúng ta chọn thuế 10% và các bạn điền số hóa đơn vào 89088. Kiểm tra lại thông tin ngày hạch toán, ngày chứng từ, tiền hàng, tiền thuế, tổng thanh toán 577 triệu 500 nghìn. Đúng với lại tổng tiền thanh toán ở trên hóa đơn. Thì lúc này các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Các bạn nhớ là khi hạch toán phải điền đầy đủ số hóa đơn và chọn đúng tài khoản thuế nhóm hàng hóa dịch vụ. Thì khi chúng ta kê khai thuế trên tờ khai thì phần mềm mới cập nhật lên trên tờ khai cho các bạn. Bước thứ hai là chúng ta phải vào tài sản cố định, chọn ghi tăng. Ngày ghi tăng là ngày trên hóa đơn và giáo trình cũng đã ghi chú cho chúng ta. Ngày ghi tăng là ngày mùng 8 tháng 1. Mã tài sản các bạn sẽ để là tài sản xe tải 990, tên tài sản xe tải Isuzu 990 kg thùng bảo ôn QKR77FE4. Loại tài sản là phương tiện vận tải truyền dẫn do hạch toán bước 1 trong phân hệ mua hàng không qua kho. Chúng ta đã hạch toán nợ tài khoản 2113. 2113 chính là phương tiện vận tải truyền dẫn. Do đó khi chúng ta khai báo chúng ta phải chọn đúng phương tiện vận tải truyền dẫn thì phần mềm mới cập nhật được tài khoản nguyên giá cho các bạn bên phần thông tin khấu hao. Xe tải được sử dụng cho bộ phận vận tải, do đó tôi chọn là bộ phận vận tải. Sau phần thông tin khấu hao, nguyên giá tài sản là giá chưa bao gồm thuế 525 triệu. Thời gian sử dụng tính theo tháng. Theo như giáo trình thì chúng ta tính trong vòng 72 tháng. Còn trên thực tế, tùy từng doanh nghiệp mà chúng ta lựa chọn thời gian tính khấu hao là khác nhau. Nhưng chúng ta nên căn cứ vào phụ lục 1 của thông tư 45 để đưa ra mức tính khấu hao cho phù hợp. Sang phần thiết lập phân bổ, do dùng cho bộ phận vận tải nên tài khoản chi phí chúng ta chọn là 6274. Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho bộ phận vận tải và không cần chọn khoản mục chi phí. Còn theo thông tư 133 thì tài khoản chi phí là 154 và khoản mục chi phí các bạn phải chọn là sản xuất chung.kh. Bên phần nguồn gốc hình thành chúng ta nhấn vào chọn chứng từ, chọn kỳ mà các bạn cần lấy dữ liệu và nhấn lấy dữ liệu. Phần mềm sẽ hiển thị cho chúng ta chứng từ mua xe tải mà chúng ta đã hạch toán ở bước 1 có tổng số tiền bằng đúng tổng số tiền nguyên giá mà chúng ta đang cần ghi tăng. Thì lúc này các bạn tích vào ô vuông và nhấn vào chữ đồng ý. Như vậy lúc này chúng ta đã tập hợp đủ chứng từ, điền đầy đủ các thông tin trong tab 1, tab 2, tab 3 và tab 4 rồi. Thì lúc này các bạn sẽ nhấn ghi tăng. Khi ghi tăng xong, phát hiện ra sai sót, các bạn có thể vào phân hệ tài sản cố định, tab ghi tăng Chọn kỳ các bạn cần xem dữ liệu, nhấn lấy dữ liệu. Nếu như sai thì các bạn click mở chứng từ ra sửa lại thông tin cho đúng. Sửa xong thì chúng ta lại nhấn cất. Trong trường hợp đã tính khấu hao tài sản cố định nhưng phát hiện ra tài sản nào đó bị sai thì lúc đó chúng ta phải bỏ ghi và xóa hết các bút toán tính khấu hao bên tab tính khấu hao đi. Sau đó vào phần ghi tăng để click mở tài sản cần chỉnh sửa ra để sửa lại cho đúng. Sửa xong thì các bạn lại thực hiện tính khấu hao lại như bình thường. Còn chứng từ mua hàng mà chúng ta vừa hạch toán thì phần mềm cập nhật trong phân hệ mua hàng, tab mua hàng hóa dịch vụ. Và đây là hóa đơn mà tôi vừa hạch toán ở bước 1, mua xe tải. Nếu sai thì các bạn click mở ra, bỏ ghi và nhấn sửa. Các bạn nhớ chọn tài khoản chi phí chính là tài khoản nguyên giá tài sản cố định cho chính xác. Tránh trường hợp tài khoản chi phí bên chứng từ mua hàng không qua kho hạch toán một đằng, nhưng bên ghi tăng lại chọn là một tài khoản khác là không được. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách hạch toán hóa đơn mua vào xe tải Isuzu trên phần mềm Misa.